Tính đáng mộc như Phương này sẽ giúp mắt bạn thích thâm hơn đấy. Và nó đã thật sự hiệu quả khi chỉ cần sau 2 lần đeo thì mắt mình đã từ thâm như thế này, đã hết sạch dấu vết mệt mỏi mà chuyển sang như này. Một người bị bệnh nhưng mà được cái tình ngủ. Và sau 2 tuần lăn như một con điên gì nữa, nếu có phải trả giá em cũng xin. Nha, muốn làm thì phải có ăn. Này chỉ có tác dụng duy nhất ấy là để cho bạn hết căng cơ rồi. Mình đảm bảo là sau 1 tuần lăn ấy thì chân bạn sẽ nhũn như bún luôn. Còn cái tác dụng mà giảm mỡ ấy thì không đâu nha. Chân bạn sẽ thẳng, thon và hết vòng kiềng nếu đeo cái nẹp silico này á. À rồi đấy, mà thấy bên Trung nhiều video quảng cáo lắm. Ok, để mình test cho mọi người coi xem sao nha. Thế là thích thì cái này điều chỉnh ngón chân cho cân bằng lại. Khi mình đứng, lực chân tác động chuẩn sẽ khiến mình không bị căng cơ, chân sẽ thon và thẳng lại. Và sau 1 tháng đeo mềm mại, đây là những gì mình nhận được. Rất rất mắt luôn, nó không hề có tác dụng tí nào đâu nha. Và tìm hiểu kỹ hơn, mình cũng không thấy bài viết nào nói về cái việc mà chữa chân vòng kiềng bằng chỉnh bàn chân ấy. Thế là mọi người đừng có tin nha. Tức mấy cái bà chân đẹp sẵn là đi review lung tung ghê ấy. Một lý do mà bạn nên cẩn thận với những món đồ giá rẻ trên Shopee nhé, kể cả là hàng nội địa Trung. Lại một video ổ trắng cực hay gặp của mấy tỷ tỷ bên Trung nhá. Vitamin E và Nha Đam, phải thử mới biết được. You're now listening to Countdown Radio.